Chào các bạn, trong video này, AMVNet sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những trường tư thục nội trú lâu đời và giàu truyền thống tại thành phố cảng xinh đẹp Tacoma, bang Washington, đó chính là Andy Rice School. Được thành lập năm 1884, Andy Rice School là trường nội trú dành cho cả nam sinh và nữ sinh. Andy Rice cách thành phố Seattle 45 phút về phía nam và chỉ mất khoảng 30 phút lái xe tới sân bay Seattle. Andy Rice School có hơn 170 học sinh đến từ 14 quốc gia và 12 bang trên toàn nước Mỹ. Sĩ số lớp trung bình là 12 học sinh, tỷ lệ giáo viên với học sinh là 1:6. Vì vậy, học sinh luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ giáo viên. Andy Rice School có cơ sở vật chất hiện đại với bể bơi trong nhà, hai phòng tập thể hình, các phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ, các phòng âm nhạc, nghệ thuật, nhà hát, khu vực vui chơi, các sân chơi thể thao, phục vụ cho nhu cầu học tập và vui chơi của hơn 500 học sinh. Chương trình giảng dạy của Andy Rice School bao gồm các môn học cơ bản như toán, tiếng Anh, ngoại ngữ, khoa học xã hội, thể dục. Đặc biệt, Andy Rice tự hào là trường có chương trình tú tài quốc tế. Ngoài ra, trường còn có chương trình tiếng Anh ESL dành cho các học sinh quốc tế để giúp các em nâng cao các kỹ năng tiếng Anh. Chương trình đào tạo của Andy Rice School chú trọng vào việc tạo thử thách cho học sinh, xây dựng nền tảng đạo đức, phát huy sự đam mê học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để trưởng thành. Trong đó, nghệ thuật là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo của Andy Rice School. Trường tin rằng nghệ thuật là một phần thiết yếu trong đời sống của con người. Các chương trình nghệ thuật bao gồm thiết kế, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật trình diễn, v.v. Bên cạnh chương trình học, trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như các buổi biểu diễn sân khấu, chiếu phim, triển lãm nghệ thuật hoặc lắng nghe các diễn giả nổi tiếng khi họ ghé thăm trường. Andy Rice School thúc đẩy chương trình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu khác nhau của học sinh thông qua các dự án như Tiny House Project, nơi các nam sinh xây dựng các ngôi nhà nhỏ để giúp người vô gia cư ở Seattle và tham gia vào cộng đồng địa phương. Ngoài ra, Andy Rice School còn cung cấp rất nhiều các câu lạc bộ và hoạt động thể thao giúp học sinh phát triển thể chất cũng như giải trí sau giờ học như bóng chuyền, quần vợt, chạy bền, golf. 100% học sinh của Andy Rice School đều trúng tuyển vào các trường đại học tại Mỹ, tiêu biểu như American University, Seattle Pacific University, San Jose State University, University of California, Berkeley. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua về nét nổi bật về trường Andy Rice. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các trường trung học phổ thông nội trú Mỹ, đừng quên nhấn like và subscribe kênh của AMVNet. Chúng tôi sẽ giúp quý phụ huynh và các em học sinh có được những thông tin tư vấn chính xác nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.